Hải Đăng Audio xin kính chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì cũng là ngày mùng 3 đầu tháng. Thế thì em lại lên video để xả hàng cho các bác với mức giá tốt nhé. Và thanh lý một số sản phẩm hàng thu cũ đổi mới của các bác khách gửi về cho bên em. Đấy, ngày hôm nay thì sẽ có những cái bộ mic này, những chiếc đẩy này và những chiếc quản lý nguồn, lọc xì, loa, vang. Đấy, rất nhiều các sản phẩm để cho các bác chốt nhé. Đều những cái sản phẩm mà hoạt động bình thường đấy và có mức giá cực kỳ tốt cho các bác chơi đấy. Nói chung là bên em thì thời gian vừa rồi thì cũng thường xuyên là nhận những sản phẩm thu cũ của các bác trên toàn quốc gửi về nhé, cho nên là các bác có nhu cầu thu cũ đổi mới thì liên hệ trực tiếp cho bên Hải Đăng Audio để trao đổi và được nâng cấp lên những sản phẩm mới hơn các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ đi vào từng sản phẩm và sẽ báo giá trực tiếp cho các bác cùng nắm được nhá. Đây, đầu tiên là một bộ mic này. Đây, bộ mic Beyer đời cao các bác nhá. Beyer đời cao này. Đây, con này thì là ở cái lô đợt trước này em về đấy, em bán theo lô đấy. Đây, và cái con này chính xác là bác khách thân quen bên em, bác có mua và đổi lên nâng cấp vừa rồi, mới nâng cấp lên con mic DB 750 Plus để hát cho chuyên nghiệp hơn thì em lại thu lại con này nhá. Và cái thời gian bán đợt trước bán con này thì rất là nhiều các bác hỏi mua nhưng mà không có mic để phục vụ cho các bác. Đấy, và ngày hôm nay thì có một con lẻ về nhá. Có một con hàng thu cũ về thì lại thanh lý cho các bác với giá tốt nhá. Đây, các bác nhìn này, vẫn còn nguyên tem đây, cái tem này nó rách rồi nhá chứ còn chưa được tháo ra một lần nào nhá. Con này là bản đời cao. Con này là bản đời cao của Beyer, vỉ của nó rất là đẹp và nó sẽ có 4 cái hộp sóng các bác nhá. Đây, tay mic đây, còn rất đẹp luôn các bác nhá. Tiếng của dòng này thì cực kỳ hay và dày. Đấy, hình thức thì bao đẹp cho các bác, hoạt động bình thường nhá. Đấy, con này thì sẽ thanh lý cho các bác với giá 2 triệu đồng. Đây, 2 triệu đồng. Các bác lưu ý con này là Beyer đời cao nhá, cho nên các bác đừng so sánh với những con Beyer đời thấp. Đấy, Beyer đời thấp thì tiếng nó sẽ không bằng con này. Và date của con này em nhớ không nhầm là nó là 2020 2021 ấy. Đấy, vẫn còn khá là mới luôn nhá. Rồi. Tiếp tục em sẽ chuyển đến sản phẩm khác này. Đây. Sẽ chuyển đến lại thanh lý lại cho các bác con đẩy DK King MK800. Đấy, con này nó có một cái mặt vàng chanh rất là đẹp. Và chính là cùng với combo với loa DK. Đấy, DK K2 VKQ à. Đấy, nó cùng combo nhá. Nghĩa là cùng một cặp của nó luôn. Và con này thì hiện tại là em còn lẻ một con. Hôm trước lên video thanh lý chưa bay thì ngày hôm nay thanh lý lại cho các bác nhá. Ngày hôm nay thì sẽ có giá tốt hơn ngày hôm trước. Đấy, con này đẩy DK xịn nhá. Khối nguồn này rất to luôn các bác nhìn nhá. Khối nguồn rất to luôn này. Sử dụng là sò là GP kép nhá. Máy móc bao zin cho các bác chơi luôn. Tụ đầy đủ. Đấy, tụ dòng của nó cũng khá là lớn này, 10.000 mi và 71V. 71V nhá. Tụ phẳng đét luôn các bác này. Đấy. Con này thì chất âm của nó rất là hay luôn nhá. Sản phẩm của DK thì toàn những sản phẩm chất lượng cao thôi. Công suất của nó là 800W trên một kênh. Cho nên là các bác đánh một đôi 30 thoải mái, hoặc các bác có thể cộng thêm một đôi 25 vào vẫn kéo vô tư nhá. Con này hoạt động bình thường. Đấy, chưa sửa chữa gì. Hình thức còn rất đẹp đây. Các bác nhìn này. Đấy, hôm trước thì em thanh lý là 3.900.000 đồng và ngày hôm nay thì em thanh lý là 3.700.000 đồng. Bớt thêm 200.000 cho các bác chơi nhá. Và hỗ trợ bảo hành 3 tháng cho các bác chơi nhá. Hỗ trợ bảo hành 3 tháng cho các bác chơi. Một con đẩy rất là tuyệt vời đúng không? Giá này thì bình thường các bác chỉ mua được một con đẩy hàng nhập Trung Quốc thôi chứ không được con đẩy hàng xịn như thế này đâu nhá. 3.700.000 đồng. À rồi, tiếp đến thì em lại thanh lý cho các bác hai chiếc đẩy Ashley đây. Hai chiếc đẩy nhá. Hai chiếc này thì là cùng của một khách, cùng của một bác khách. Hôm trước là bác ấy mua là một con để đánh full, con LV802 đánh full này và con LV1002 là đánh súp đấy. Và về sau thì anh ấy lại quyết định là đổi lên hai chiếc đẩy Crown XT402 của bên em, thì bên em lại thu lại hai con này về nhá. Hai con này thì nó trong tình trạng là sử dụng lướt thôi nhá. Đây các bác nhìn này. Đây, nó chỉ là hơi bẩn một tí thôi. Sử dụng lướt, hình thức này đẹp kính cong luôn nhá các bác nhá. Đẹp kính cong luôn. Đấy, rất đẹp luôn đúng không? Tại vì sử dụng lướt thì gần như nó không khác gì mới. Cái này thì thực tế ra để mà nói em thích thì em bán mới cũng được, nhưng mà thôi, hàng thu cũ thì vẫn tính là hàng thu cũ các bác nhé. Đấy, để bán cho các bác giá tốt. Đấy, thì em chiết khấu được của bác khách thì em lại thanh lý các bác thôi. Đấy, con LV802 này thì bình thường là hàng mới của nó là 4 triệu 500 nghìn
À, hàng mới là hơn 5 triệu nhá, 5 triệu rưỡi. Đấy, 5 triệu rưỡi thì con này thì hàng dùng siêu lướt, sẽ thanh lý cho bác với giá 4 triệu 500 nghìn đồng. Và em vẫn hỗ trợ bảo hành 2 năm cho bác như bình thường nhá. Đấy, với mẫu đẩy LV802 800W trên một kênh. Các bác đánh vô tư hai cặp 30 vẫn ok nhá. Hai cặp 30 ok hoặc là một cặp 40 nhá. Đấy. Dòng đẩy này sử dụng là mạch class TD cho nên là hiệu suất nó rất là cao và nó có một cái kích thước nó cũng khá là nhỏ gọn, bác chơi gia đình thì nó rất là tiện nhá. Rồi tiếp đến là con đẩy một LV1002 này, con này sẽ là công suất là 1000W một trên một kênh nhá, cũng là class TD đấy, nhưng mà con này thì công suất nó lớn hơn cho nên là giá bán nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với con LV8002 kia nhá. Thanh lý cho bác với giá 4.800.000 đồng. Bình thường con đẩy này nó sẽ có giá là 5.900.000 đồng nhá, 5.900.000, hàng sử dụng siêu lướt và cũng hỗ trợ bảo hành 2 năm cho các bác chơi như bình thường nhá, đẹp như mới, kính cong nữa các bạn. Đấy, như vậy là các bác đã hời khoảng tầm hơn 1 triệu rồi mà là hàng siêu lướt vẫn hỗ trợ bảo hành cho bác đầy đủ thì đương nhiên là quá là lợi rồi đúng không bác? Đấy, cực kỳ lợi luôn nhá. Con này về các bác chơi thoải mái, đấy, thoải mái giúp em là hai cặp full 40 vẫn ok nhá, coi 76. Còn nếu mà coi 100 thì phải chơi con công suất lớn hơn nhá. Hoặc các bác sử dụng đánh súp cũng được. Rất là ok. Nhỏ gọn, hiệu suất cao, tiếng hay nhá. Rồi, em lại chuyển đến này. Đấy, một series đẩy cho các bác nhá, series đẩy thanh lý. Đây, ngày hôm nay thì sẽ xả cho các bác một chiếc đẩy bát sao của thương hiệu Ý này, đẩy hai kênh nhá. Đấy, mã của nó PA400 này. Con này thì các bác chơi thoải mái, giúp em là một cặp loa 30. Đấy, một cặp loa 30 nhá. Hình thức thì bao đẹp cho các bác này. Nó chỉ xước đây tí thì cái này thì có thể em châm sơn hỗ trợ cho các bác này. Đấy, châm sơn vào nó đẹp lét luôn. Còn đâu mặt mũi này đẹp lét luôn nhá. Đấy, rất là đẹp. Đấy, hàng thương hiệu Italy các bác nhá. Đấy, con này thì nó là hàng bãi, nó đi theo cái loa bát sao. Nó còn lẻ ra, vừa lấy thì đợt lọ thì em có bán mấy đôi rồi và còn lẻ ra mấy chiếc đẩy bát sao này thì thanh lý nốt cho các bác nhá. Bình thường là trước em bán là 3.500.000 đồng và ngày hôm nay thì sẽ xả cho bác là 3.000.000 đồng nhé. Những cái con đẩy này thì thực ra là cũng chỉ lãi được vài trăm nghìn thôi, không lãi được nhiều, cho nên là chiết khấu cho bác 500.000 là gần như em chỉ còn một tí lãi thôi, gọi là lấy công đóng hàng cho anh em thôi, chứ còn với cái giá này thì gần như cũng không còn lãi gì. Đấy, và thôi thì vẫn hỗ trợ nhé, hàng em nhập về thì thôi vẫn hỗ trợ bảo hành cho bác là 3 tháng như bình thường nhé. Đấy, một con đẩy bát sao rất là chất lượng, chất âm rất hay, bát sao thương hiệu Ý nhá. Rồi tiếp đến này, một con đẩy rất là hot này, BVK K50 Pro nhá. Con này thì là một con 4 kênh công suất lớn, 1000W trên một kênh, có thể là chơi vô tư sự kiện này, còn gia đình thì quá là dư giả rồi. Đấy, con này để sử dụng là sò là JVK nhá, 80 sò là JVK. Dòng này thì em đã tháo lõi cho các bác xem rất là nhiều rồi và con này là còn lẻ một con lẻ lô nhá, thì em lại thanh lý cho các bác với giá siêu tốt luôn nhá. Đấy, BVK 50 Pro có đầy đủ chống chập dây loa này, rồi là có quạt cảm biến nhiệt độ này, có khởi động mềm này, có chống sốc tín hiệu này, đầy đủ các tính năng cho các bác chơi. Sò là JVK tiếng sáng tươi. Đấy, và con này thì nó là hàng mới. Đấy, nó là hàng mới các bác nhá, chứ không phải là hàng sử dụng rồi nhá. Cái này là bụi thôi, em con này con demo em quay thì nó bị bụi một tí thôi nhá. Sau khi các bác mua thì em sẽ lau dọn và vẫn còn hộp để cho hộp để gửi về cho các bác nhé, nguyên hộp luôn nhá. Bình thường thì em đang bán con BVK K50 Pro này với giá 7 triệu đồng nhá. Và ngày hôm nay con này lẻ lô thì em thanh lý xả cho các bác với giá 6 triệu đồng nhá. 6 triệu đồng, giá rất tốt cho các bác chơi rồi. Đấy, một con đẩy để chơi sự kiện mức giá rất hợp lý nhá. Đấy, và rất nhiều các bác sử dụng gia đình phòng hát, con này thì bao cho các bác chất âm hay rồi nhá. Đấy, vẫn hỗ trợ bảo hành 1 năm cho các bác chơi như bình thường, BVK 50 Pro nhá. Rồi, em lại tiếp tục chuyển đến sản phẩm khác này. Đây, một chiếc vang cơ của thương hiệu Gia. Con này thì hot một thời đây, Gia TF6 có chất âm rất là hay, echo con này rất là lẩy nhá. Đấy, echo rất là lẩy, hình thức thì nó vẫn còn đẹp này, bác khách dùng rất là giữ gìn. Bác khách có nâng cấp lên một con vang DBK330 Pro thì em thu lại nhá. Con này nó chỉ có mỗi điểm là không có cổng quang và Bluetooth. Còn lại chất âm của nó thì bao hay, thậm chí còn hay hơn mấy con vang có cổng quang mà tầm giá hơn 1 triệu nhá. Chất âm nó sẽ sạch sẽ, rất sạch sẽ luôn.
Echo của nó rất là lẩy luôn nhá. Đấy, đầy đủ các cổng ăn chơi cho các bác thôi. Đấy, ca lông này. Đấy, chỉ thiếu mỗi cổng quang Bluetooth thôi nhá. Đấy, và con này thì em sẽ thanh lý cho bác với giá 500 nghìn nhá. 500 nghìn GA TF6. Đấy, ok chưa? Rồi. Đây. Và ngày hôm nay thì em xả cho các bác nhá. Xả cho bác con quản lý nguồn leak này. P15. Bình thường con này thì các bác thấy em không quay trên kênh. Con này là hàng bên em đổ buôn. Đấy, đổ buôn số lượng giá rẻ cho các bác thợ, các bác đại lý, cho nên em không quay lên kênh. Và ngày hôm nay thì em xả cho các bác nhé, xả chuẩn bị hết lô. Đấy, thì xả cho các bác 5 chiếc vàng, 5 chiếc quản lý nguồn leak P15. Đấy, P15 thiết kế thì cực kỳ chất nhá. Bình thường con này các bác phải mua với giá là hơn 1 triệu đấy. Hơn 1 triệu nó khoảng tầm triệu mốt. Đấy, triệu mốt. Đấy, và ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý cho bác với giá 900 nghìn một con nhá. Xả cho bác 5 con, đây là hàng mới nguyên thùng luôn nhá. Hàng mới nguyên thùng, 8 cổng cắm đằng sau và 2 cổng cắm đằng trước. Dây nguồn rất to đây. Chỉ có 900 nghìn thôi các bác nhá. 900 nghìn giá với những chiếc quản lý nguồn bây giờ nó quá là rẻ rồi các bạn. Nút bấm lại cao su nhá. Thiết kế cực kỳ xịn luôn. Thiết kế rất xịn luôn nhá. 900 nghìn thôi nhá. Rồi. Tiếp đến này. Đây. Em vẫn còn con lọc xì Lotte, cái con Seagood thì đã bán rồi. Đấy, bán rồi thì còn lại con lọc xì Lotte này. Con lọc xì Lotte LG930. Đây là một con lọc xì rất xịn luôn các bác nhá. Em cam kết các bác là lọc xì xịn luôn, không hay giả em luôn nhá. Con này nó là một con lọc xì cực kỳ hay của Hàn Quốc. Nó có tính năng ping noise này. Đấy, các bác chỉ cần cắm mic vào đây, các bác đo được ping noise, đo đáp tuyến, giải nào thừa, giải nào thiếu thì các bác có thể biết được căn chỉnh cái giải cân equalizer này. Rất ít con lọc xì mà được hỗ trợ tính năng đấy nhá. Lọc xì Lotte, hàng xịn của Hàn Quốc. Đây. Hình thức thì vẫn còn đẹp cho các bác nhá. Đấy, lắp trên này nó chỉ bụi thôi nhá. Vẫn còn đẹp nhá. Lotte này, Hàn Quốc này, chữ Hàn này. Con này thì nó có một điểm lợi là chạy được cầu điện 220V, các bác không cần là phải ấy nhá. Các bác không cần là phải đổi nguồn làm gì. Đấy, cứ thế về cắm là chạy thôi nhá. Tiếng của nó cực kỳ hay. Đây dưới này còn có cả cái tem này. Đây các bác nhìn này, uy tín chưa? Vẫn còn cái tem này nhá. Tem này đặc trưng của những cái sản phẩm của Hàn Quốc rồi này. Đấy, rất chất đúng không? Lotte. Bình thường thì các bác mua con này trên thị trường nó sẽ rơi vào giá khoảng tầm hơn 3 triệu đến khoảng tầm gần 4 triệu nhá. Thì con này là hàng thu cũ bác khách thì em thanh lý các bác với giá siêu rẻ thôi. Khẳng định các bác với giá này thì quá là rẻ rồi nhá. 1 triệu 700 nghìn đồng. Giá cực kỳ rẻ cho các bác chơi luôn. Bao cho các bác chất âm hay luôn nhá, sạch. Con này tiếng cực kỳ sạch và êm nhá. Nó không chơ chóe như cái lọc nghe nhạc đâu. 1 triệu 700 nghìn đồng. Rồi tiếp đến thì em sẽ chuyển những chiếc vang số này. Đây và ngày hôm nay thì thanh lý cho các bác một chiếc vang số cao cấp của thương hiệu Ashley nhá, mã K9900 Plus. Đây là phiên bản mới nhất 2023. Con này thì bác khách mới lấy bên em và về thì bác lại chơi thì bác lại xem con S900, bác lại thích con S900 quá, bác quyết định đầu tư. Đấy, đầu tư thêm rất nhiều tiền để lấy con S900. Thì em lại thu con này nhá, hàng sử dụng lướt luôn, hàng sử dụng lướt của bác khách nhá. Con này nó sẽ có các cái đèn này rất là đẹp này, đèn nháy này. Nháy khi các bác mở nhạc lên nó rất là đẹp. Con này là của nó là sử dụng Echo kép này, chip Alok Device 21489. Đấy, 21489 nhá. Điều khiển của nó có thể chỉnh là bass chung chép như là kiểu vang cơ ấy, nó rất là tiện nhá. Ashley K99 Bluetooth, hàng chính hãng của Ashley nhá. Hàng dù siêu lướt thì vẫn còn đẹp. Đấy, vẫn còn đẹp nhá. Đằng sau này có cổng quang nhá. Đây, đầy đủ các cổng ca lông cho các bác chơi luôn này. Đấy, 4 đường mic luôn nhá. 4 đường mic. Có quạt gió để tản nhiệt. Con này thì bình thường là sẽ có giá bán là 5 triệu 200 nghìn đồng. Và con này hàng lướt thì em có chiết khấu được của bác khách nhá. Thì sẽ thanh lý cho các bác với giá tốt là 3 triệu 900 nghìn đồng. Đấy, 3 triệu 900 nghìn đồng nhá. Hàng chính hãng của Ashley. Bảo hành vẫn hỗ trợ bảo hành 25 cho các bác như bình thường, vẫn nguyên thùng luôn nhá. Vẫn còn cả thùng, cả còn cả điều khiển với dây setup tất tật các thứ, không thiếu cái gì. Rồi, em lại tiếp tục chuyển đến sản phẩm thanh lý đây, thanh lý hàng trưng bày cho các bác nhá. Anh nghĩ các bác là một con JBD K10. JBD K10 nhá. Con này thì sử dụng lõi X12 Plus. Đấy, lõi X12 Plus nhá. Cho Echo nó rất là dày, Echo kép luôn nhá. Và setup được cả hai đường mic riêng biệt. Đấy. Đấy, ấn được cả mode đây này. JBD K10 con này thì em quay trên kênh rất là nhiều rồi. Đấy, quay trên kênh rất là nhiều rồi các bác nhá. Con này chỉnh full tính năng luôn nhá. Những cái con mà lõi X12 Plus ấy thì chất âm của nó vẫn rất là hay, hát nó mềm mại, nó lịnh giọng. Và con này thì em thanh lý cho các bác với giá cực kỳ rẻ, chỉ bằng so với các bác đi mua một con
X12 Plus, gọi là hàng X12 thường, hàng bãi nhá. X12 thường hàng bãi nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 triệu, hơn 3 triệu rồi. Và ngày hôm nay thì em xả cho các bác với giá 3 triệu 500 nghìn đồng. Còn vàng JD K10, đây đằng sau của nó đây, đầy đủ cổng quang nhá. Cổng quang này, các cổng ca lông này, bốn đường cổng mic này cho các bác cắm này, hàng chính hãng của JD, vẫn hỗ trợ bảo hành 1 năm cho các bác chơi như bình thường. Giá này thì các bác chả tội gì phải chơi hàng bãi nhá, hoặc là không tội gì phải chơi những con vàng lõi X12 Plus nhái. Con này là hàng chính hãng, cho nên là chất âm của nó hay. Các bác lưu ý là nhiều các bác tham rẻ mua những con X12 Plus hàng mới, họ bán giá rẻ ấy, cái bọn không tên tuổi ấy, thì chất âm khẳng định các bác nó sẽ vỡ tiếng hơn này. Cái này thì cái này là em chia sẻ thật lòng nhá. Thanh ý tiếp cho các bác là một chiếc vang Gutin GS820. Đây, Gutin, hàng chính hãng Gutin nhá. Con này là một con cao cấp của Gutin. Echo gì vật nó cân bằng. Đấy, echo gì vật nó rất, nó làm rất là cân bằng. Nó con này là lõi Siso nhá. Lõi Siso. Cho nên là đằng sau thì nó được hỗ trợ rất là nhiều cổng ca lông này, 8 cổng ca lông cho các bác. Đấy, chơi gia đình thì thoải mái rồi, chơi sự kiện thì vô tư đi nhá. Có cổng quang in, cổng quang out. Hai đường mic riêng biệt nhá. Đấy. Một con vang Gutin chất lượng. Đấy, ngày hôm nay thì sẽ thanh lý cho các bác một con trưng bày nhá. Bình thường các bác mua con vang Gutin này sẽ phải mua với mức giá là gần 6 triệu đồng. Thì ngày hôm nay thì em sẽ xả cho bác giá gần như giá vốn luôn, 3 triệu 500 nghìn đồng nhá. 3 triệu 500 nghìn đồng cho con GS820, rất chất lượng đúng không? Rồi. Em sẽ chuyển đến hai con vang hàng mẫu này. Còn hai con vang này thì không hiểu tại sao mà các bác không chốt, thật sự là quá ngon luôn nhá. Con FM3388 này, con này thì bình thường giá trên thị trường ấy sẽ rơi vào hơn 3 triệu đấy nhá, không rẻ đâu nhá, hơn 3 triệu. Hơn 3 triệu thì con này là con hàng mẫu, nhà máy gửi về cho em hàng mới nguyên thùng luôn nhá. Đấy, hàng mới nguyên thùng chứ không phải hàng cũ đâu. Đấy, hàng mới nguyên thùng. Mà em xả với một mức giá rất là rẻ, không hiểu tại sao các bác không chốt. Con này sử dụng echo kép. Đấy, tiếng rất hay luôn. Tiếng nhạc, tiếng mic rất hay, hát dễ, hát mềm. Đầy đủ cổng quang Bluetooth nhá, có điều khiển cho các bác chơi. Đấy, con này đây, nguyên tem đây nhá. Đấy, hàng mới nguyên thùng, nguyên hộp luôn. Và con này thì nó có cái tai rời này, các bác chơi âm ly rất là tiện này. Không hiểu tại sao không bay. Đấy, bình thường các bác hơn 3 triệu các bác mua mà đây con này em xả rẻ này, có 1 triệu 700 nghìn đồng thôi nhá. Quá đáng chơi luôn đúng không các bác? 1 triệu 700 nghìn đồng trong con vang này. Và con vang dưới này cũng là con hàng mẫu nhá. Con vang dưới là con hàng mẫu, con này bình thường lõi của nó ấy. Hello, con này bình thường ấy, nếu mà để mà bán ra ấy sẽ có giá gần 3 triệu đồng nhá, hoặc là hơn 3 triệu đồng đấy. Đó, cũng khoảng là gần 3 triệu đồng đến hơn 3 triệu đồng khi bán chính thức ra. Đây, hàng mẫu nhà máy gửi về. Và con này thì có một cái chất âm nó rất là sạch, tiếng nhạc sạch, tiếng mic rõ nhá. Tiếng mic rõ, tiếng rất hay luôn. Và echo của nó tiếng sạch sẽ, dì vật của nó cũng rất là ngon nhá. Thiết kế thì cực kỳ đẹp đây. Thiết kế nhìn như vang JBL luôn. Đây con này thì cũng là hàng mới, là hàng mẫu, đó nhá. Hàng mới hàng mẫu. Đấy, bình thường thì các bác phải mua với giá nó cao hơn khoảng 1 triệu đến hơn 1 triệu, nhưng con bọn này thì nó là hàng mẫu thôi chứ nó có chả vấn đề gì. Các bác mua con hàng mẫu này thì giá quá hời luôn. Thanh lý cho các bác với giá 2 triệu hàng mới nhá. Và hai cái con vừa nãy với con này ấy, em thanh lý thì vẫn hỗ trợ bảo hành cho các bác như bình thường nhá. Thực sự là bọn này gần như không có gì lỗi, cho nên là em hỗ trợ bảo hành cho các bác như bình thường. Đấy, rồi. Chuyển đến đây. Em còn một cặp cuối cùng, cặp B3X8i, cặp loa siêu lời. Một bát này, một chung này. Con này thì tiếng lời của nó cực kỳ hay luôn rồi nhá. Tiếng lời cực kỳ hay, nó tiếng lời nó rõ ràng nhưng mà nó không bị thé, mà tiếng lời nó ra nó rất là trung thực. B3X8i, con này thì các bác không lại rồi. Đây. B3X8i nhá. Đấy. Con này công suất của 80W này. Đấy, độ nhạy của nó cũng tốt nhá, lên tận 94 dB. Giải tần là từ 65Hz đến 18kHz. Hôm trước em về mấy đôi ý, thì ngày hôm nay thì còn lẻ một đôi đen này. Đấy, thanh lý nốt cho các bác nhá. Thanh lý nốt cho các bác chơi. Bọn này thì thật sự là về bán cho vui thôi, chứ còn em bán bọn này thì gần như là cũng chẳng lãi gì. Gọi là về bán nhập nó kèm theo lô thì em nhập về thôi. Thanh lý cho các bác với giá 2 triệu 800 đồng. Giá này thì khẳng định các bác là nhiều khi bác thợ không nhập vào được giá này nhá. Còn thị trường họ sẽ bán với giá là khoảng tầm hơn 3 triệu đến 4 triệu đồng một đôi B3X8i này nhá. Rồi. Ngày hôm nay thì sẽ xả cho các bác này. Tôi rồi đến những mẫu loa nhá.
xả cho các bác là một đôi loa BRE FR12. Con này là hàng bên em nhập về. Thì ngày hôm nay em sẽ xả cho các bác một đôi. Đấy, xả cho các bác một đôi là đầu tháng lấy lộc nhá. Đấy, bát 30. Đấy, loa bát 30 sử dụng là bát chép BNC xịn luôn. Cho nên là sẽ đưa ra cái tiếng bát này nó mềm êm và tiếng chép nó rất là nhuyễn nhá, BRE. Con này thì em đã quay lên kênh rồi, rất nhiều các bác khen. Đấy, rất là nhiều các bác khen về chất âm con này. Và em cũng chỉ còn lẻ là vài đôi thôi, cho nên là em sẽ xả cho các bác với giá tốt nhá. Đấy, con BRE này đợt trước ở bên em quay em sẽ bán với giá là 8.300.000 đồng. Mức giá đấy thì khẳng định các bác là rẻ hơn rất nhiều so với thị trường bán những mẫu loa BRE lên đến 10 triệu nhá. Con này chất âm cực kỳ hay. Đấy, chất âm cực kỳ hay nhá. Thùng thì là thùng cân bát 30. Ngày hôm nay thì sẽ xả cho các bác với giá 7.900.000 đồng nhá. 7.900.000 đồng cho một đôi loa BRE rất là chất lượng, hàng thương hiệu Mỹ nhá, hàng xịn của BRE. Rồi tiếp đến này em sẽ chuyển đến một đôi loa Studio Master. Đây, Studio Master con này sử dụng bát chép của Phaito. Đấy, bát chép Phaito nhá. Bát neo chép neo Phaito. Dòng này thì nó có một cái chất âm nó rất là hay, tiếng của nó sáng, tiếng sáng nhá. Tiếng sáng giải chung của nó rất là mạnh. Đấy, giải chép của nó lên cũng rất hay luôn. Dòng bát Phaito, bát chép Phaito thì quá tuyệt vời rồi. Đấy, Studio Master nhá, FX12. Con này thì là một con em còn lẻ, em còn lẻ lô thì thôi, ngày hôm nay sẽ xả cho các bác nhé, với giá sập sàn luôn. Bình thường thì trên thị trường sẽ bán đôi loa Studio Master với giá là 17 triệu đến 17.500.000, và ngày hôm nay thì em xả cho các bác với giá 15 triệu đồng nhá. Đấy, giá vốn cho các bác luôn rồi, chỉ có một đôi thôi nhá, còn một đôi cuối cùng với cái giá này, còn bình thường các bác không mua được cái giá này đâu nhá. Đấy, rồi tiếp đến thì em sẽ chuyển đến một đôi loa CF Audio FA12H. Con này là hàng bãi của CF nhá, hàng bãi. Con này thì cũng, em cũng còn ít thôi, còn ít thì không còn nhiều nhá, nên là sẽ xả cho các bác với giá tốt. Đấy, CF Audio này sử dụng bát bát RCF này, chép là Selectation. Tiếng bát của nó, con này nó đánh nó chắc, nó khỏe, và tiếng chép của con này nó rất là dày, đánh nó rất dày nhá. Tiếng nó của nó thì cực kỳ hay, và con này cũng khá là khỏe, chơi khá là khỏe nhá. Đấy, con này cho các bác đi chơi gia đình sự kiện vẫn ok nhá, hàng chính hãng của CF Audio, đây hàng bãi nhá. Bình thường các bác mua một con CF Audio hàng, nếu mà con này là mới của nó sẽ là giá khoảng tầm 20 triệu đến hơn 20 triệu nhá, không rẻ nhá, đắt hơn những cái con CF Audio hàng mới. Bọn hàng này thì nó sẽ chất lượng hơn hàng mới. Đấy, ngày hôm nay thì sẽ xả cho các bác với giá không lợi nhuận luôn nhá, giá không lợi nhuận, gọi là giá để em lấy vốn về nhá. Giá 7.900.000 đồng. Đấy, xả cho các bác với giá siêu tốt luôn, phải nói là giá siêu siêu tốt nhá, driver rất chất lượng. Tiếp đến là cuối cùng nhá, thì em sẽ xả cho các bác với một đôi loa bát 30 của DMX này. Con này là mã là D12 hay là mã. Đấy, con này thì nó sẽ có driver bát này. Con này thì em đã tháo ra rồi nhá, này là tháo bát ra rồi. Con kia thì hôm nay em bận quá em chưa tháo được, thì bác nào xem những con kia thì các bác cần ảnh lõi thì em sẽ gửi ảnh qua Zalo cho bác xem nhé. Đây, con này rất chất lượng luôn nhá, con này là con em còn lẻ, em còn lẻ lô, còn lẻ lô thì thanh lý cho bác nhá, từ 19 luôn này, bát BNC từ 19, rất khủng luôn, rất to đúng không, chép là chép cũng BNC luôn nhá, chép to luôn, củ chép to luôn này. Đây các bác nhìn này, củ chép rất bự luôn, con này rất khỏe luôn nhá, đánh cực kỳ mạnh rồi. Đây, chép BNC này quá là to đúng không, các bác nhìn này, rất to luôn nhá. Đấy, phân tần này, phân tần gấu luôn. Đây, đây phân tần này các bác nhìn này, phân tần này. Đấy, tụ dồn tách nhá, tụ xịn nhá, tụ này là hay có ở trên những chiếc loa JBL đấy. Đấy, tụ xịn luôn nhá, một con mã đời rất cao, D12 hay là mã, bát 30, một bát và một chép. Đấy, con này thì bình thường này em bán với giá là hơn 8 triệu, khoảng tầm 8 triệu rưỡi. Đấy, 8 triệu rưỡi thì ngày hôm nay thì sẽ xả cho bác nhá, xả cho bác với giá là 7.900.000 đồng. Đấy, với đôi loa này thì bình thường em chỉ bán lãi được vài trăm nghìn thôi, không bán lãi được nhiều, cho nên là xả cho các bác ở giá này thì giá là em lấy gốc lấy vốn rồi nhá, chứ không còn lãi lờ gì đâu. Đấy, con loa rất là tuyệt vời đúng không, giá 7.900.000 đồng. Rồi các bác có nhu cầu chốt sản phẩm thì liên hệ cho em với hai số điện thoại là 0944 929 666 hoặc là 0965 345 292. Đấy, rất là nhiều các sản phẩm ngày hôm nay nhá. Đầu tháng thì lọc lá cho các bác, với lại thanh lý, tiện thanh lý luôn những cái hàng thú cũ của bác khách.
Rồi, ok, em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào các bác nhé.